Tại khu thực nghiệm vườn quốc gia Phước Bình, sau 3 tháng nuôi cấy, mỗi phôi nấm quế Linh Chi đã cho từ 1 đến 3 thân nấm, chiều cao từ 7 đến 10 cm. Quả thế nấm to và đã phát tán bào tử, báo hiệu đến giai đoạn thu hoạch. Quá trình thí nghiệm thì nấm Linh Chi này tạo ra thích nghi hoàn toàn với điều kiện Phước Bình và có khả năng chuyển giao nhân rộng cho bà con. Trải qua 3 năm nghiên cứu phân tích đánh giá các chỉ số hoạt chất có trong nguồn gen nấm quế Linh Chi, các nhà khoa học đã tìm ra được những hoạt chất quý mà nấm Linh Chi ở nơi khác không có. Đặc biệt, nấm quế Linh Chi ở đây có chứa nhiều hoạt chất sinh học có khả năng ức chế tế bào ung thư, kháng được 5 chủng vi khuẩn gây bệnh. Cái giống nấm Linh Chi mà thu thập tại vườn quốc gia Phước Bình á là có chứa cái hàm lượng polysaccharide với lại cái hàm lượng triterpenoid, mà những đó là những cái dược chất mà được khẳng định trên toàn thế giới là có hoạt tính chống ung thư cũng như là các hoạt tính về giúp cho tốt cho cái hoạt động của hệ tim mạch. Theo nhóm nghiên cứu, việc nuôi trồng nấm quế Linh Chi ở vườn quốc gia Phước Bình khá đơn giản, chi phí đầu tư thấp, ít tốn công chăm sóc. Người dân có thể trồng dưới tán rừng, tận dụng vật liệu sẵn có làm khung đỡ giá thể nấm. Cái nấm Linh Chi này chúng tôi đã đánh giá nó có cả gì, cái giá trị về mặt khoa học, có cả giá trị về mặt kinh tế. Vì vậy, vườn quốc gia Phước Bình đã xây dựng kế hoạch phối hợp với huyện Bắc Ái để nhân rộng các mô hình cho các cộng đồng dân cư sống tại vùng đệm vườn quốc gia Phước Bình để giúp cho bà con xóa đói giảm nghèo. Nấm quế Linh Chi rất quý hiếm vì ở Việt Nam chỉ được phát hiện tại hai vườn quốc gia Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai và Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận.